Tử vi thứ 7 ngày 25 tháng 3 của 12 con giáp. Ngày mới của người tuổi Thìn có đào hoa tọa mệnh, hứa hẹn nhiều việc tốt lành trong tình cảm. Với người độc thân hoặc đang yêu thầm thì đây là dịp tốt nhất để thay đổi trạng thái quan hệ. Còn các con giáp khác sẽ chờ đón điều gì? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tuổi Tý. Tử vi hôm nay của tuổi Tý có quý nhân thiên quan mang đến điều may mắn trong công việc. Nhất là những người đang muốn có vị trí tốt hơn, đang cạnh tranh về chức vị. Hôm nay bạn sẽ có sức chiến đấu dồi dào để đánh bật những đối thủ đáng gờm. Người tuổi Tý đang muốn cưới thì nên nhân dịp này cầu hôn, người đã yêu thì phải tỏ tình. Ngày có sao thiên hỷ chúc mừng như thế này, chắc chắn kết quả sẽ như mong đợi. Bạn và người ấy tay trong tay bên nhau thật hạnh phúc. Thủy khí vượng lưu ý sức khỏe, nhất là thời điểm thời tiết bất thường thế này. Những bệnh như cảm lạnh, viêm phổi rất dễ tấn công bạn, cần giữ ấm cổ và nên uống nước ấm thay vì nước lạnh. Tuổi Sửu. Thứ 7 của tuổi Sửu có tam hội cục mang tới những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Đây không chỉ là bạn lâu năm quen biết gặp gỡ nhiều lần, mà cả những người mới gặp nhưng đã như tri kỷ, thấu hiểu và giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống. Đây không phải là dịp bạn nên đưa ra những ý kiến đề xuất hay cạnh tranh trực tiếp trong công việc, vì thất sát chủ về hung hiểm đang rình rập. Hãy cư xử khéo léo, sử dụng đối thoại hoặc tốt nhất là kéo dài thời gian, chọn thời điểm thích hợp hơn để bàn lại. Tình cảm của tuổi Sửu không mấy yên bình khi cô thần tới làm loạn. Nếu không bình tĩnh, rất có thể bạn sẽ phải chịu cảnh chia lìa cô độc, nhất là nam mệnh. Đặc biệt không nên vì trục trặc trong mối quan hệ với nửa kia mà có tình cảm bên ngoài. Tuổi Dần. Ngày có tứ hành xung, tuổi Dần bất đồng quan điểm với cha mẹ, tạo ra những tranh cãi lớn. Vấn đề khác biệt tuổi tác, thế hệ luôn xảy ra trong mọi gia đình. Bạn không phải ngoại lệ nhưng cần tiết chế cảm xúc để có thái độ đúng mực hơn. Thiên hỷ chủ việc hỷ xuất hiện cùng thực thần quý nhân, mang tới những niềm vui nhỏ trong tình cảm riêng. Đây là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp bạn cảm thấy phấn chấn hơn sau những căng thẳng với người lớn. Nửa kia sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Ngày có thủy vượng tuổi Dần nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân, nhất là phổi và hệ hô hấp. Tranh thủ cuối tuần tới những nơi có không khí trong lành để nghỉ dưỡng, trốn khỏi sự ô nhiễm nơi đô thị. Tuổi Mão. Hôm nay người tuổi Mão nhờ tam hợp quý nhân giá lâm nên sáng sủa thoải mái, vận trình hanh thông, sự nghiệp có những bước tiến đáng kể. Bạn cần dành nhiều thời gian cho công việc dù cuối tuần, hãy nghỉ ngơi sau vậy. Nếu là người theo đuổi những ngành nghề về công nghệ thông tin thì đây là thời gian khẳng định năng lực tốt nhất và cũng bận rộn nhất. Bạn có nhiều cơ hội công việc tất bật, hầu như phải tăng ca, làm thêm giờ, không có ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên đừng vì ham mê quá mà quên nghỉ ngơi, nhất là ngày thủy vượng thì người tuổi Mão càng phải lưu ý. Bạn nên uống nước ấm mỗi buổi sáng và buổi tối, không thức quá khuya, ăn uống đủ bữa để cơ thể có năng lượng dồi dào, hiệu quả làm việc cũng cao hơn. Tuổi Thìn. Tử vi hôm nay của tuổi Thìn có đào hoa tọa mệnh, hứa hẹn nhiều việc tốt lành trong tình cảm. Với người độc thân hoặc đang yêu thầm thì đây là dịp tốt nhất để thay đổi trạng thái quan hệ. Ai muốn có gấu thì phải chủ động tích cực mở lòng ra. Nhưng đào hoa lại không tốt lắm cho người đã có gia đình vì bạn tơ tưởng tới những người bên ngoài mà lơ là bạn đời. Mới mẻ giây phút ban đầu có sức hấp dẫn lạ kỳ nhưng ẩn chứa sau đó lại là hiểm nguy khó lường. Đừng dại dột nhé! Tuổi Thìn có chính quan làm việc nhiều và khá bận rộn trong suốt một ngày, nhưng bù lại kết quả tốt nhận được sự khen ngợi, có khi là cả phần thưởng của cấp trên. Vì vậy không có lý gì mà không chăm chỉ gắng sức cống hiến cho sự nghiệp. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ gặp ngày thủy vượng gây hại nên sức khỏe có phần giảm sút, lại vận động nhiều đột ngột nên càng khiến tình hình tệ hơn. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi và bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể, đặc biệt là không dầm mưa hoặc xuống nước lạnh, dễ bị cảm. Công việc của tuổi Tỵ khá ổn, nhưng Tỵ Hợi tương xung bạn gặp nhiều xui xẻo, không có ai cản đường cả, chỉ là không gặp may. Ví dụ như giấy tờ sai sót, máy móc hỏng hóc, không gặp được người cần gặp hoặc phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Tình cảm gặp đào hoa nhưng vì tâm trí còn đang bận cho công việc nên tuổi Tỵ không quan tâm lắm. Bạn chủ yếu dồn sức hoàn thành trách nhiệm được giao, đến tối về chỉ muốn nằm bò trên giường chẳng làm gì. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ có một ngày thứ 7 tốt mọi việc, chính quan thẳng thắn, làm việc rộng rãi, chính trực đàng hoàng.
người theo đuổi nghề luật sư, tư pháp, cảnh sát, công an sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ và nhận được sự kính nể. Người tuổi Ngọ có quan nâng bước nên vận trình tài lộc không tệ. Bạn không có thu nhập bên ngoài nhưng thu nhập chính ổn định và tương đối cao. Do đó chỉ cần làm việc tốt thì không lo tới chuyện không có tiền, tiền đến tương ứng với công sức lao động bỏ ra. Vì có bận rộn với công việc nên tuổi Ngọ ít quan tâm tới gia đình. Hôm nay là cuối tuần, hãy dành cho bản thân một chút thời gian về ăn cùng bố mẹ, người thân bữa cơm và đi dạo. Tuổi Mùi. Hôm nay người tuổi Mùi nhờ tam hợp vượng duyên mà đường tình cảm nhiều khởi sắc. Chỉ cần bạn có lòng tiếp cận, ai cũng nhận được sự chào đón, yêu mến. Điều này đặc biệt có lợi về công việc và tình yêu nên vận dụng hợp lý. Tuy nhiên tuổi Mùi nên cẩn trọng khi giao tiếp với người lớn tuổi. Rất có thể bạn sẽ làm mất lòng họ chỉ vì những lời nói vô tình. Nếu lỡ lời, hãy ngay lập tức xin lỗi và tỏ ra kính trọng họ. Đừng để sự việc tiến triển quá xa gây ấn tượng xấu. Tuổi Mùi nên coi trọng việc phát triển bản thân, ngoài chăm chút ngoại hình bằng trang phục, trang điểm, hãy tập thể thao, nâng cao sức khỏe, tham gia hoạt động xã hội, mở rộng quan hệ và học những lớp kỹ năng, năng khiếu để có thêm nhiều bạn mới. Tuổi Thân. Người tuổi Thân vì tứ hành xung nên lời nói không được lọt tai, dễ làm người khác khó chịu, mất lòng. Lời nói chẳng mất tiền mua, tội gì mà không nói thật đáng yêu và cởi mở, để người khác và bản thân mình cảm thấy dễ chịu. Hôm nay không phải là ngày tuổi Thân rong chơi tìm kiếm tình yêu, vì sao đào hoa chẳng yêu ái bạn, có vẻ như càng tìm càng vô duyên, nên nếu không muốn bị tổn thương, hãy đợi cơ hội tốt hơn, đừng tự làm khó mình. Phấn đấu vì công việc là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hãy đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc vào việc nâng cao năng lực nghề nghiệp và chủ động tiến thân. Đây mới là con đường mở ra tương lai sáng lạ tốt đẹp cho tuổi Thân. Tuổi Dậu. Tử vi của tuổi Dậu đang tốt, nhưng hôm nay ngũ hành tiêu hao, chú ý sức khỏe. Tuổi Dậu ít ốm vặt nhưng một khi ốm thì sẽ rất nặng, phải nghỉ ngơi nhiều ngày nên cần hạn chế làm việc quá sức và chú ý thời tiết để lựa chọn trang phục phù hợp. Bạn mệnh cần đề phòng tiểu nhân gây hại trong công việc, trong tất cả những quyết định đều nên tham khảo ý kiến từ nhiều phía, làm việc cẩn trọng và không nên tin tưởng tuyệt đối vào một người dù thân quen tới đâu, cẩn tắc vô ai nấy. Tài lộc của bạn mệnh không tốt lắm nhưng vì công việc đang khởi sắc nên việc thu tiền về chỉ còn là vấn đề thời gian, kiên nhẫn hơn nhé. Đừng quá coi trọng số tiền hiện đang kiếm được mà phải nhìn xa trông rộng, thấy số tiền sẽ kiếm được. Tuổi Tuất. Thứ bảy của người tuổi Tuất vì tài gặp ấn nên mất tiền mua danh, mua chức, mua việc. Năng lực tự thân của bạn chưa đủ nên cần nhờ các mối quan hệ khác tạo điều kiện giúp đỡ. Đây sẽ là khoản tiền lớn có thể bạn mang công mắc nợ. Người tuổi Tuất không nên tiêu nhiều tiền trong hôm nay vì bạn thu về không được bao nhiêu, lại phải chi rất nhiều, thâm hụt là không tránh khỏi, nên có những dự định tài chính cho tương lai để bù đắp. Tình cảm suôn sẻ, dù vẫn có những cãi vã nhỏ nhưng tình yêu, tình bạn, tình thân đều không xấu đi. Tuổi Tuất nên dựa vào những mối quan hệ này để gia tăng tài vận, tranh thủ sự ủng hộ của những người quen biết để có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Tuổi Hợi. Tử vi hôm nay của tuổi Hợi, sự nghiệp thăng tiến, tình yêu thăng hoa, tốt đẹp vô cùng. Đây là dịp để bạn khẳng định bản thân, bước lên vị trí cao hơn trong xã hội và cũng là lúc thích hợp cho những dự định xa hơn về mối quan hệ hai người. Nhưng như thế là chưa đủ, Hợi thủy tự hình mang tới những suy nghĩ tiêu cực, tự làm khổ bản thân. Bạn nghĩ quá nhiều và quá xa, lại luôn nghĩ về trường hợp xấu nên cảm thấy rất lo lắng, bất an, không thể tĩnh tâm. Bạn nên tới những nơi thanh tịnh, yên bình để nghỉ ngơi, tránh xa chốn thị phi, xô bồ. Càng không nên đọc những tin tức thời sự, tệ nạn xã hội tràn lan trên truyền thông. Điều đó giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi bình tĩnh hãm quay về guồng quay của cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của lịch ngày tốt.